Nghiệp vụ 1, nhận góp vốn liên doanh một công cụ dụng cụ trị giá 28 triệu. Nhận góp vốn công cụ dụng cụ tức là công cụ dụng cụ tăng, chúng ta ghi nợ 153. Nhận góp vốn tức là ghi có 411, số tiền là 28 triệu. Phần này thì trong kế toán quá trình cung cấp chúng ta đã làm rất nhiều rồi. Câu số 2, nhập kho vật liệu phụ 3 triệu, công cụ 5 triệu từ phân xưởng gia công chế biến. Nhập kho tức là vật liệu phụ tăng. Vật liệu phụ sẽ là nằm trong nhóm tài khoản 152, ghi nợ 152 3 triệu. Công cụ là ghi nợ 153 5 triệu. Phần này chúng ta không thể gộp chung được. Nhập kho từ phân xưởng gia công chế biến. Vậy thì trong sơ đồ kế toán ngày hôm trước cô có giải thích, khi mà đem đi gia công thì chúng ta ghi nợ 154, và khi gia công xong nhập lại thì chúng ta ghi có 154 với tổng số tiền là 8 triệu. Nghiệp vụ số 3, nhận lại vốn góp liên doanh, vật liệu 30 triệu, hàng hóa 150 triệu, biết giá trị vốn góp trước kia là 200 triệu. Đây là nhận lại nhá, nó khác với nghiệp vụ số 1 là chúng ta nhận góp vốn. Nhận lại tức là trước đây chúng ta đem đi góp và bây giờ nhận lại. Giống nhau ở chỗ là vật liệu và hàng hóa sẽ tăng. Ghi nợ 152 là 30 triệu, ghi nợ 156 là 150 triệu. Giá trị vốn góp trước kia là 200, vậy 200 này ghi vào đâu? Trước kia cái vốn góp đem đi ra ngoài, liên doanh liên kết chúng ta ghi 222. Bây giờ chúng ta sẽ ghi giảm 222 đi, có 222 là 200 triệu. Nếu nhìn thấy ở đây thì cái kết cấu định khoản này là chưa cân đối, tổng nợ và tổng có chưa bằng nhau. Chúng ta đem đi góp trước kia 200 triệu mà bây giờ nhận về có 180 triệu, tức là chúng ta đã mất đi cái chi phí là 20 triệu. Thì đây là chi phí phục vụ cho việc góp vốn liên doanh nên sẽ được tính vào chi phí tài chính, ghi nợ tài khoản 635 20 triệu. Nghiệp vụ 4, nhận được hóa đơn của số vật liệu tạm nhập kho tháng trước, giá hóa đơn chưa thuế là 70 triệu, thuế trị tăng 10%, giá tạm tính 68 triệu. Cô đã giải thích ở phần cuối của buổi học trước, trường hợp mà hàng và hóa đơn của chúng ta không về cùng lúc. Cụ thể đây là trường hợp mà hàng về trước, hóa đơn về sau. Tháng trước khi mà hàng về, chúng ta đã ghi theo giá tạm tính là 68 triệu. Và bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta nhận được hóa đơn của cái lô hàng đấy. Giá chính thức theo hóa đơn, giá chưa thuế là 70 triệu. Vậy khi mà giá chính thức lớn hơn giá tạm tính thì nhiệm vụ của kế toán sẽ là ghi bổ sung. Chúng ta ghi nợ 152 vì đây là hóa đơn của vật liệu. Nợ 152 với chênh lệch 70 triệu trừ đi 68 là chỉ ghi thêm 2 triệu thôi. Không bạn nào ghi toàn bộ giá chính thức 70 triệu nhá. Như vậy thì giá trị vật liệu của chúng ta sẽ bị tăng lên rất nhiều. Nợ 133 là theo cái hóa đơn chúng ta vừa mới được nhận nên sẽ là 100% số thuế giá trị gia tăng phát sinh, tức là 10% của 70 triệu là 7 triệu. Và không nhắc gì đến việc thanh toán thì chúng ta sẽ ghi vào có 331, phản ánh phải trả người bán tăng lên, tổng là 9 triệu. Câu 5, mua một lô hàng giá mua chưa thuế là 200 triệu, thuế trị gia tăng 10%, bao bì đi kèm có tính giá riêng, trị giá là 4 triệu, tiền hàng chưa thanh toán, hàng về nhập kho phát hiện thừa 3 triệu chưa rõ nguyên nhân. Thế thì đây là mua hàng này, có bao bì, thì hàng và bao bì chúng ta phải tách biệt tài khoản. Hàng thì chúng ta sẽ cho 156, còn bao bì đi kèm, bao bì này có tính chất là được sử dụng nhiều lần thì chúng ta sẽ đưa vào công cụ dụng cụ. Bạn biết là trong cái tài khoản cấp 2 của tài khoản 153 nó có phần bao bì luân chuyển, nên là cái phần bao bì đi kèm thì chúng ta sử dụng tài khoản 153. Hàng về nhập kho phát hiện thừa 3 triệu, cái thừa này thì như vậy chúng ta thấy là số lượng nhập kho thực tế so với số lượng trên hóa đơn là nó lớn hơn. Nhưng chúng ta vẫn cho nhập kho hết và cái chưa rõ nguyên nhân thì cho vào phải trả khác, để sau này chúng ta tìm được nguyên nhân thì chúng ta trả lại. Vậy thì định khoản sẽ là như sau. Trước hết là nợ 156 vì chúng ta mua hàng, số tiền theo giá mua chưa thuế là 200 triệu cộng với 3 triệu thừa là 203. Thuế giá trị gia tăng thì không bị ảnh hưởng bởi vì thuế nó là căn cứ dựa trên chứng từ là hóa đơn, nên là dù hiện vật có thừa ra thì thuế vẫn không đổi. 10% của 200 triệu là 20 triệu. Công cụ chính là cái phần bao bì đi kèm, trị giá 4 triệu, nợ 153, 4 triệu. Có 3381, cái đấy là phản ánh cho phần hàng thừa và chưa rõ nguyên nhân. Và cuối cùng, tổng phải trả cho người bán theo hóa đơn nó sẽ là 224 triệu, bao gồm cả tiền hàng, tiền thuế và cả bao bì đi kèm. Câu số 6, mua một lô vật liệu, giá mua chưa thuế giá trị gia tăng 100 triệu, thuế giá trị tăng 5%, đã thanh toán bằng tiền vay dài hạn. Chi phí vận chuyển vật liệu về kho, chi bằng tiền tạm ứng 2,2 triệu, thuế trị tăng 10%. Câu này quá dễ rồi, chúng ta làm rất nhiều, chỉ gọi là cái phần thanh toán nó mở rộng ra một chút. Mua vật liệu vậy nợ 152, giá mua chưa thuế là 100 triệu, nợ 133 thuế 5% tức là 5 triệu,
và thanh toán bằng tiền vay dài hạn có 341, tổng là 105 triệu. Chi vận chuyển vật liệu chúng ta tính thẳng vào giá nhập kho, tức là ghi nợ 1 năm 2 tiếp và theo nguyên tắc là ghi theo giá trừ thuế thì 2,2 triệu chúng ta tách thuế ra, giá trừ thuế là 2 triệu, nợ 133 là 0,2 triệu và chi bằng tiền tạm ứng tức là có 141 là 2,2 triệu. Câu số 7. Nhận được hóa đơn bên bán về lô hàng hóa doanh nghiệp mua tháng trước, hàng đã về nhập kho với giá tạm tính là 170 triệu, VAT 10% và giá hóa đơn là 105 triệu. Đây cũng là trường hợp mà hàng về trước, hóa đơn về sau, nhưng nó khác với câu đằng trước chúng ta làm, đó là đây giá tạm tính cao hơn giá chính thức. Giá tạm tính là 170 triệu, giá chính thức chỉ có 150 thôi. Vậy thì chúng ta không thể là ghi bổ sung được mà chúng ta phải thực hiện hai thao tác. Một là chúng ta ghi một cái thao tác gọi là xóa đi cái số tạm tính đã ghi trước đó. Chúng ta vẫn ghi nợ 156 vì đây là hàng hóa có 331 nhưng số tiền 170 triệu chúng ta để trong ngoặc đơn, tức là ghi âm. Và sau khi ghi âm rồi thì coi như là chúng ta chưa ghi gì về lô hàng này. Vậy thì phần sau chúng ta ghi nhận hàng nhập kho theo giá chính thức, phản ánh thuế và khâu thanh toán như bình thường. Nợ 156, giá trừ thuế là 150 triệu. Nợ 133, thuế trị tăng là 15 triệu và tổng 331 là 165 triệu. Câu số 8. Được cấp một số đồ dùng văn phòng trị giá 42 triệu, doanh nghiệp đưa vào sử dụng ngay, phân bổ 2 năm. Trong đề bài phân bổ 2 năm thế thì nhiều khi là các bạn chia ra làm 2 kỳ cũng được, nhưng mà hiện nay theo thực tế là hay phân bổ theo tháng. Do vậy mà cái 2 năm này cô sẽ quy đổi ra tháng luôn là 24 tháng. Được cấp tức là tăng 411 lên rồi, có 411 rồi, nợ cái gì? Đồ dùng văn phòng thì bình thường chúng ta có thể cho vào 153. Thế nhưng ở đây là gì? Doanh nghiệp đưa vào sử dụng ngay, tức là nó sẽ không qua kho nữa. 153 là tài khoản hàng tồn kho, phải qua kho chúng ta mới dùng 153. Khi đưa vào sử dụng ngay mà lại có chữ phân bổ, vậy nghĩ ngay đến việc dùng tài khoản 242. Ghi nợ 242 và ghi có 411. Số tiền là 42 triệu, toàn bộ số tiền được cấp. Sau đó chúng ta mới phân bổ 24 tháng. Và cái đồ dùng văn phòng, tức là chi phí phân bổ sẽ được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nợ của 642 và có 242, tăng chi phí quản lý doanh nghiệp và giảm cái chi phí trả trước đi. Phân bổ dần chi phí trả trước, 42 triệu chia cho 24 tháng. Vậy thì số tiền phân bổ là 2 triệu. Câu 9. Kiểm kê kho thấy thừa một số vật liệu trị giá 16 triệu, thiếu một số công cụ dụng cụ trị giá 5 triệu chưa rõ nguyên nhân. Đấy, một bên thì thừa, một bên thì thiếu. Đối với cái thừa, thừa vật liệu, vậy thì phải ghi bổ sung nợ 152 có 3381, tài sản thừa chờ xử lý, số tiền là 16 triệu. Thiếu công cụ dụng cụ, trong các cái sơ đồ kế toán mà cô đã hướng dẫn về tài khoản 152, 153 và cả 156 nữa, cái việc mà phát hiện thừa thiếu khi kiểm kê là thường xuyên và chúng ta đều có cái cách bổ sung như nhau. Nếu như mà thừa thì chúng ta cho vào phải trả khác 3381. Còn nếu như mà thiếu thì chúng ta lại cho vào nợ của 1381, tài sản thiếu chờ xử lý 5 triệu và thiếu công cụ. Vậy thì so với thực tế sổ sách của chúng ta là phải ghi giảm đi có 153 là 5 triệu. Câu số 10. Vật liệu thừa nghiệp vụ 9 không tìm được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác. Còn công cụ dụng cụ thì bắt thủ kho phải bồi thường. Rồi, vật liệu thừa không tìm được nguyên nhân, ghi tăng thu nhập khác. Tăng thu nhập khác tức là chúng ta ghi có 711. Có 711 nợ cái gì? Nợ 3381. Không bạn nào ghi nợ 152 nữa nhá. Vì bên trên khi thừa ra vật liệu chúng ta đã ghi nợ 152 rồi, bên dưới không ghi nữa. Mà chúng ta hiểu bên trên chúng ta đang để cái số tiền 16 triệu treo ở tài khoản tài sản thừa chờ xử lý. Thì bây giờ khi tìm được nguyên nhân rồi thì không tìm được nguyên nhân thì chúng ta ghi tăng thu nhập khác rồi thì phải giảm cái 3381 đi. Coi như là cái đấy chúng ta đã có phương án để xử lý. Còn công cụ dụng cụ thiếu, bắt thủ kho bồi thường. Thế bắt thủ kho bồi thường thì sao? Nhiều bạn nghĩ là nợ 334 cũng được, nhưng mà trong trường hợp là ghi rõ là trừ lương. Còn ở đây là không ghi rõ, bởi vì rất có thể bắt thủ kho bồi thường với số tiền 5 triệu họ có thể trả trực tiếp bằng tiền mặt, họ không cần phải trừ vào lương. Thì chúng ta chưa đủ điều kiện để chúng ta ghi vào 334. Do vậy là chúng ta chỉ chuyển từ tài khoản 1381 sang tài khoản 1388. 1381 là tài sản thiếu chờ xử lý. Còn 1388 là phải thu khác, tức là nó dựa cái phần nếu chưa tìm được nguyên nhân tại sao thiếu thì chúng ta để ở 1381. Còn tìm được nguyên nhân rồi nhưng chúng ta chưa có biện pháp xử lý ngay thì chúng ta cho vào 1388. Khi nào ghi rõ là trừ lương của thủ kho hoặc là thủ kho đồng ý trừ vào lương thì mới được ghi nợ 334.
Các bạn lưu ý ở phần này. Câu số 11. Số công cụ dụng cụ mua tháng trước về nhập kho đủ trị giá 20 triệu. Rất dễ. Hàng đi đường về nhập kho, nợ của công cụ dụng cụ, vậy nợ của 153 giảm hàng mua đi đường đi, có của 151 số tiền là 20 triệu. Câu 12. Mua một số nguyên vật liệu giá mua 80 triệu, thuế trị tăng 10%, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Đến cuối tháng số nguyên vật liệu này chưa về nhập kho. Thế thì đến cuối tháng là cuối kỳ rồi, hóa đơn đã về rồi nhưng nguyên liệu vẫn chưa về nhập kho. Vậy thì lúc này đủ điều kiện để chúng ta ghi nhận vào tài khoản 151 hàng mua đi đường. Nợ 151 theo giá mua chưa thuế là 80 triệu, thuế sẽ tăng 10% là 8 triệu. Thuế đã được ghi nhận bởi vì hóa đơn chúng ta có rồi, có 112 vì đã ghi là thanh toán bằng chuyển khoản, tổng số tiền là 88 triệu. Câu 13 là nhận được thông báo của khách hàng về việc từ chối mua lô hàng mà doanh nghiệp đã bán với giá bán chưa thuế là 96 triệu, thuế sẽ tăng 10%, giá gốc là 75 triệu, doanh nghiệp đã đồng ý và hàng được chuyển về kho của doanh nghiệp. Với câu này, để làm được câu này thì bạn phải nhớ là khi mà doanh nghiệp bán hàng, chúng ta có những định khoản ghi nhận doanh thu, ghi nhận giá vốn ra làm sao. Thì bây giờ khi mà khách hàng trả lại hàng, đây là trường hợp khách hàng trả lại hàng, hàng đã chuyển về kho của doanh nghiệp, chúng ta sẽ ghi ngược lại. Định khoản giá vốn là gì? Nợ 632 có của 156. Bây giờ khách trả lại hàng và hàng về kho rồi, vậy thì ghi ngược lại là nợ 156, hàng nhập kho có 632, số tiền là 75 triệu. Cái này là tính theo số tiền giá gốc, giá xuất kho 75 triệu, đúng chưa? Tiếp theo, phản ánh cái việc doanh thu giảm. Nhưng mà chúng ta không ghi nợ 511 mà chúng ta có tài khoản giảm trừ doanh thu là tài khoản 521. Và cụ thể trường hợp là hàng bán bị trả lại thì sẽ là nợ của 5213. Và doanh thu giảm đồng nghĩa với việc thuế đầu ra cũng giảm, nợ 333.1 và ghi có 131 giảm phần phải thu đi. Vì không có nói là khách hàng nhận lại tiền mặt hay là chúng ta trả lại khách hàng tiền gửi ngân hàng. Do vậy chúng ta sẽ treo vào cái phần giảm phải thu của khách hàng đi, có của 131. Với số tiền thì nợ của 5213 là xác định theo giá bán chưa thuế là 96 triệu, thuế 10% là 9,6 và tổng số tiền chúng ta giảm trừ doanh thu đi là 105. Câu số 14. Câu này thì khá là dài đây. Nguyên vật liệu mua giá chưa thuế 80 triệu, thuế trị tăng 5%. Mua công cụ dụng cụ giá chưa thuế là 20 triệu, thuế 10%, tiền hàng chưa thanh toán. Chúng ta mua hai loại rồi có hai mức thuế suất, thuế trị tăng. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 2,1 triệu, thuế trị tăng 5%, phân bổ theo giá trị hàng nhập kho. Cái này chúng ta có thể tách riêng là một định khoản. Hàng về kiểm nhận nhập kho phát hiện thiếu một số nguyên vật liệu trị giá 2 triệu chưa rõ nguyên nhân. Cái thiếu này nó chỉ nằm ở nguyên vật liệu nhá, không liên quan đến công cụ. Biết tỷ lệ hao hụt định mức là 1%. Rồi trong 2 triệu thiếu này nó lại xảy ra cái phần có phần tính trong hao hụt định mức và có phần nằm ngoài hao hụt định mức. Thế trước chúng ta đã làm từng phần một. Mua nguyên vật liệu là nợ 152. Tuy nhiên số tiền phải xác định là 80 triệu trừ đi cái phần 2 triệu chưa rõ nguyên nhân. Vậy thì chỉ ghi vào nợ 152 là 78 triệu thôi. Tiếp theo cái phần hao hụt định mức của nguyên vật liệu chúng ta cho vào tài khoản 632. Bạn nào mà quên thì dở lại sơ đồ của tài khoản 152, nhìn xem cái phần nguyên vật liệu hao hụt trong định mức. Chúng ta được quyền ghi nợ giá vốn. Số tiền xác định bằng cách là tỷ lệ hao hụt là 1% nhân với tổng phần giá mua chưa thuế 80 triệu, tức là 0,8 triệu. Nhưng chúng ta tổng thiếu là thiếu 2 triệu, vậy thì cái phần 2 triệu trừ đi 0,8, 1,2 triệu chúng ta phải cho vào tài sản thiếu chờ xử lý. Nằm ngoài định mức tức là nó bị có thể là người vận chuyển đã làm mất mát hoặc là ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái phần hao hụt này. Vậy nợ 1381 tài sản thiếu chờ xử lý 1,2 triệu. Tiếp theo mua công cụ thì công cụ không bị ảnh hưởng gì cả. Chúng ta ghi đủ giá mua chưa thuế là 20 triệu. Thuế trị gia tăng với cách xác định là thuế suất nhân với giá mua chưa thuế của cả hai loại, tổng là 6 triệu. Có 331 là tổng số tiền mà chúng ta phải trả cho người bán là 106 triệu. Câu số 2. Ý số 2 trong câu 14 này đó là chi phí vận chuyển 2,1 triệu là thanh toán bằng tiền mặt, trong đó bao gồm VT 5%. Vậy tách thuế ra chúng ta sẽ có chi phí vận chuyển chưa thuế là 2 triệu, phân bổ theo giá trị hàng nhập kho. Thì cái câu phân bổ này cô đã dạy từ cái phần kế toán vốn bằng tiền rồi. Chúng ta chia theo tỷ lệ công cụ với nguyên vật liệu là 20 chia 80, tức là 1 chia 4. 2 triệu chúng ta chia làm 5 phần thì nguyên vật liệu chiếm 4 phần, còn công cụ chiếm 1 phần.
Nợ 1 năm 2 1,6 triệu, nợ 1 năm 3 0,4, 0,1 triệu là rơi vào thuế giá trị gia tăng đầu vào, nợ 133 và cái phần chi vận chuyển này đã thanh toán bằng tiền mặt. Do vậy có 111 tổng là 2,1 triệu. Câu số 15. Đây là một câu khó và khá là mới, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Nhận một lô hàng do công ty X ký gửi trị giá 200 triệu, giá bán theo hợp đồng cả thuế giá trị gia tăng là 253 triệu. Tốt nhất là tại cái chỗ này thì các bạn nên tính nhẩm luôn cho cô xem cái giá bán chưa thuế nó là bao nhiêu, để tránh phần sau quá nhiều thông tin làm chúng ta bị rối. Cả thuế là 253, vậy chưa thuế chúng ta chia ra 253 chia cho 1,1 sẽ là 230 triệu là giá bán chưa thuế. Hoa hồng đại lý được hưởng 2% trên giá bán chưa thuế, VT 10%. Đấy, trong trường hợp chúng ta làm đại lý khi nhận ký gửi công ty khác, nếu bán được hàng chúng ta sẽ được hưởng hoa hồng là 2%. Số hàng này đã bán được 80% và thu bằng tiền mặt nhập quỹ. Công ty đã thanh toán tiền hàng cho công ty X bằng chuyển khoản sau khi trừ hoa hồng được hưởng. Việc đầu tiên chúng ta xét xem chúng ta là bên đại lý hay là bên công ty ký gửi. Thì chúng ta nhận hàng công ty X, tức là doanh nghiệp mình sẽ đóng vai trò là đại lý bên nhận hàng. Nghiệp vụ thứ nhất, khi mà công ty X ký gửi hàng cho chúng ta, hay là khi doanh nghiệp nhận hàng do công ty X ký gửi thì chúng ta không cần phải ghi chép gì cả. Vì ra cái hàng đó chỉ là để chúng ta giữ hộ thôi. Sau này không bán được chúng ta trả lại thì chúng ta cũng không có cái quyền sở hữu đối với nó. Do vậy không cần phải ghi vào hàng tồn kho của mình. Lưu ý cái khoản này. Khi mà hàng đã bán được 80% thì sao? Khi hàng đã bán được 80% chúng ta thu bằng tiền mặt nhập quỹ. Chúng ta là đơn vị trực tiếp bán hàng và cái tiền khách hàng đưa chúng ta cầm được. Vậy thì về mặt tiền mặt chúng ta tăng, chúng ta phải ghi. Không để không ghi được, nếu không ghi sau này nó sẽ thừa ra một khoản mà không biết ở đâu. Chúng ta sẽ ghi nợ 111 khi bán được 80% thu tiền mặt. Có cái gì? Bán được hàng nhưng hàng này không phải là hàng hóa thuộc sở hữu của mình nên sẽ không được ghi nhận vào doanh thu. Mà hàng này là chúng ta bán hộ cho công ty X, hay nói cách khác công ty X sẽ đóng vai trò là cái người mà sau này chúng ta phải trả lại cái số tiền này. Chúng ta sẽ ghi có 3 bằng 1 phải trả lại cho công ty X, với cách xác định là 80% nhân với giá bán có cả thuế. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thu tiền từ khách hàng là chúng ta nhận toàn bộ cả giá mua chưa thuế lẫn tiền thuế. Và chúng ta cũng không có nghĩa vụ phải tách thuế ở đây, vì đây là số tiền chúng ta giữ hộ, cũng không phải là hóa đơn đầu vào của mình, hóa đơn đầu ra của mình, nên chúng ta không tách thuế mà nhân cả với cái giá bán cả thuế là 253 triệu. Vì mới bán được 80% thôi nên là nhân với 80%. Còn nếu bán 100% rồi thì còn dễ hơn, chúng ta lấy luôn tổng số tiền 100% luôn. Tạm thời khi bán được 80% thu tiền mặt, ghi nợ 111 có 331, số tiền là 202,4 triệu. Vấn đề tiếp theo là công ty X, khi mà chúng ta chuyển khoản cho công ty X thì chúng ta sẽ được nhận tiền hoa hồng trước khi chuyển khoản. Thế cái hoa hồng được hưởng đấy ghi vào đâu? Hoạt động đại lý cũng là một hoạt động của doanh nghiệp, do vậy cái số tiền đại lý nhận được chúng ta cũng có thể ghi nhận vào doanh thu. Cụ thể khi mà chúng ta hưởng hoa hồng đại lý, chúng ta sẽ có kết cấu định khoản như sau. Trước hết khẳng định là trả tiền cho công ty X, đúng không? Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty X. Vậy nếu như bên trên khi chúng ta thu tiền hộ, chúng ta ghi có 331 thể hiện là chúng ta sẽ trả, thì bây giờ trả chúng ta sẽ ghi nợ 331. Cái hoa hồng được hưởng mình sẽ ghi vào doanh thu của mình có 511. Đã là cái doanh thu thì nó sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu ra. Đây, bên trên dữ kiện đề bài đã đưa ra, hoa hồng đại lý được hưởng 2% trên giá bán chưa thuế và thuế giá trị gia tăng của cái hoa hồng này là 10%, nên chúng ta phải có cái thuế đầu ra 3331. Và cái số tiền bên trên chúng ta nhận bằng tiền mặt, nhưng bây giờ khi trả lại thì chúng ta chuyển khoản cho công ty X, vậy ghi có 112, mình chuyển khoản đi, vậy 112 ít đi. Hay trong cái kết cấu định khoản này, chúng ta sẽ xác định số tiền ở từng tài khoản một. Trước tiên đối với cái doanh thu của chúng ta thể hiện trên hoa hồng đại lý được hưởng, cách tính toán sẽ là 2% là tỷ lệ hoa hồng nhân với giá bán chưa thuế, thì chúng ta sẽ nhân với giá bán chưa thuế là 80% của 230 triệu. 230 triệu chính là giá bán chưa thuế được tách ra từ 253, và do mới chỉ bán được 80% nên chúng ta nhân với 80%, và doanh thu của chúng ta là 3,68 triệu. Thuế đầu ra 331 là tính trên doanh thu, tức là 10% của 3,68 là 0,368 triệu. Bên trên chúng ta thu hộ người ta là 202,4 triệu, ghi có 331. Thế bây giờ khi trả chúng ta ghi nợ 331 sẽ là 202,4. Thì phần còn lại chính là phần mà chúng ta chuyển khoản, 202,4 trừ 3,68 trừ 0,368, còn lại là 198,352 triệu. Vậy nhìn lại một lần nữa, khi doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý, nó sẽ có các khâu.
khâu nhận hàng, khâu bán được hàng và khâu trả lại tiền hàng cho cái bên ký gửi hàng. Thì cái phần quan trọng nhất, khó khăn nhất là cái phần mà phản ánh cái hoa hồng đại lý chúng ta được hưởng, nó chính là doanh thu của doanh nghiệp. Và lát nữa chúng ta hãy so sánh những cái số tiền được thể hiện ở đây với số tiền mà chúng ta trả lại cho công ty X xem nó có những cụ thể này. Công ty X bây giờ chúng ta dựa trên cái khía cạnh, giả sử mình là công ty X đi, vì với bài này thì không, nhưng biết đâu bài sau chúng ta sẽ gặp. Giả sử mình là công ty X, mình là bên giao hàng. Thế thì khi mà mình giao hàng cho đại lý thì mình có phải ghi gì không? Khi mà đại lý nhận hàng, đại lý không ghi gì, nhưng khi mình giao hàng mình có ghi không? Có, ghi vào đâu? 157 hàng gửi đi bán. Chúng ta xuất kho hàng gửi đi bán, vậy sẽ ghi là nợ 157 và có 155. Vì đối với công ty X thì đây là thành phẩm của họ. Số tiền là dựa vào giá xuất kho, dựa vào giá ký gửi là 200 triệu. Sau đó khi mà bên đại lý đã bán được 80% rồi, vậy họ báo với mình, họ trả tiền cho mình, họ bán được hàng cho mình, vậy thì đủ điều kiện để công ty X ghi nhận doanh thu và giá vốn rồi. Cái nào dễ chúng ta làm trước. Bao giờ cũng vậy, trong một bài có thể có nhiều câu định khoản, cái nào dễ mình làm trước. Ghi nhận giá vốn, nợ của 632, có của 157. Ghi có 157 bởi vì bên trên chúng ta có phần giao hàng rồi, chứ không phải là bây giờ mới xuất kho ra. Với cách xác định là do mới bán được có 80% nên phải nhân với tỷ lệ 80% nhân với giá xuất kho là 200 triệu. Vậy thì giá vốn bây giờ là 160 triệu. Sau đó chúng ta mới đi phản ánh doanh thu này. Doanh thu ở đây khá là dài. Thứ nhất là công ty X thanh toán tiền, công ty đã thanh toán tiền hàng cho công ty X, tức là công ty X nhận được tiền gửi ngân hàng, nợ của 112. Sau khi trừ hoa hồng được hưởng, tức là công ty X phải trả hoa hồng cho bên đại lý, thì cái tiền mà công ty trả hoa hồng cho đại lý sẽ được tính vào chi phí bán hàng của công ty. Vì đây là chi phí phục vụ cho việc bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, nên chúng ta sẽ ghi nợ 641. Và hoa hồng đại lý mà bên kia nhận được, nó là đầu ra của bên đại lý, nhưng nó sẽ là đầu vào của công ty X. Đấy, chúng ta thấy có sự liên kết chưa ạ? Hai doanh nghiệp giao dịch với nhau, một bên là bên đại lý, một bên là bên giao hàng. Thế thì chi phí của bên này lại trở thành doanh thu của bên kia, và thuế đầu ra của bên này lại trở thành thuế đầu vào của bên kia. Tiếp theo, chúng ta bán được hàng, vậy thì cái nghiệp vụ chính ở đây là phải ghi nhận doanh thu có 511 và có 333.1. Về cách định xác định số tiền này, chúng ta xác định 511 đầu tiên, xác định doanh thu 80% của 230 triệu là 184 triệu và thuế 10% là 18,4 triệu. Tiếp theo, đến cái phần hoa hồng mà chúng ta trả cho bên kia, bạn nào thích có thể thử tính lại, còn nếu không chúng ta có thể lấy kết quả từ bên kia chúng ta lắp sang. Tính lại bằng cách là 2% nhân với cái giá bán chưa thuế, tức là nhân với 80% của 230 triệu, chính là nhân với 184 triệu. Lại thì chi phí hoa hồng của chúng ta, chi phí bán hàng là 3,68, thuế đầu vào là 0,368. Vậy phần còn lại chúng ta nhận bằng chuyển khoản. Bạn lấy tổng phát sinh có trừ đi tổng phát sinh nợ, 184 cộng 18,4 trừ đi 3,68 trừ đi 0,368 thì nó sẽ ra số tiền là 198,352 triệu. Vậy so sánh bên doanh nghiệp, bên nhận hàng chuyển khoản ghi có 112 là 198,352 và bên công ty X cũng sẽ nhận được cái giấy báo có thể hiện cái số tiền trong tài khoản tăng lên là 198,352 triệu, đúng chưa? Hai bên nó có sự đối ứng với nhau. Trong nghiệp vụ này thì cô phân tích cho các bạn ở cả hai góc độ, mình là bên nhận hàng, bên đại lý, hay mình là bên giao hàng. Nhưng khi mà đọc đề thì bạn phải biết là mình ở góc độ nào, chứ không phải lúc nào cũng yêu cầu làm cả hai. Như câu hỏi này thì chúng ta đang là doanh nghiệp bên nghiệp vụ 16, nhập khẩu một lô hàng trị giá ghi trên hóa đơn là 80.000 USD tính theo giá ship, tiền hàng chưa thanh toán, thuế nhập khẩu 15%, thuế tiêu thụ đặc biệt 20%, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 10%, chi phí vận chuyển tiền mặt là 3,3 triệu VAT 10%. Bạn nào mà với câu này mà không biết tính thì chúng ta cố gắng làm cái phần chi phí vận chuyển này vì nó khá là dễ. Tỷ giá thực tế là 23.100 đồng trên 1 đô la. Việc đầu tiên chúng ta sẽ tính cái phần giá nhập khẩu nợ 156 có 331 ra quy đổi từ đô la ra Việt Nam đồng, 80.000 đô nhân với tỷ giá 23.100 là 1.848 triệu. Sau đó chúng ta sẽ phản ánh thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Đây là hai khoản thuế không được hoàn lại. Do vậy nó sẽ tính trực tiếp vào giá nhập kho của hàng hóa, tức là ghi nợ 156 có 33.3 đối với thuế nhập khẩu, có 33.2 thuế tiêu thụ đặc biệt. Thì chúng ta sẽ vận dụng cái công thức tính thuế mà chúng ta đã học từ môn
thuế sang bên môn học kế toán doanh nghiệp. Thuế nhập khẩu sẽ bằng giá tính thuế nhập khẩu nhân thuế xuất thuế nhập khẩu. Giá tính thuế nhập khẩu chính là cái giá 1.848 triệu nhân với thuế xuất là 15% là 277,2 triệu. Sau đó chúng ta tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu đặc biệt thì sẽ là giá tính thuế tiêu đặc biệt nhân với thuế xuất thuế tiêu đặc biệt. Bây giờ chúng ta làm thuế, làm xét nghiệm, làm nhiều rồi, chúng ta sẽ có cách tính nhanh là 1.848 nhân 1,15, tức là 1 cộng với thuế xuất thuế nhập khẩu và nhân với thuế xuất thuế tiêu đặc biệt là 20%. Và kết quả là 425,04 triệu. Và tổng 277,2 cộng 425,04 chúng ta ghi vào nợ 156 là 702,24 triệu. Tiếp tục, cái thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu thì khi giải thích trong sơ đồ kế toán của tài khoản 156 cô có nhắc đến. Đối với thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu chúng ta sẽ ghi nợ 133 có 331.2. Bởi vì đây là cái thuế mà chúng ta phải nộp khi nhập khẩu, nhưng đồng thời nó cũng là thuế đầu vào của doanh nghiệp, vì nhập khẩu nó cũng chính là mua vào. Cách tính sẽ là 1.848 giá tính thuế nhập khẩu nhân với 1,15 nhân với 1,2 nhân với 10% thuế xuất thuế giá trị gia tăng. Và kết quả là 255,024 triệu. Cuối cùng chúng ta mới phản ánh đến cái chi vận chuyển thì dễ thôi, nợ 156, nợ 133 có 111, 3,5. Câu số 17, xuất kho vật liệu trị giá 430 triệu đem đi góp vốn liên doanh. Biết số vật liệu này được ghi nhận vốn góp là 420 triệu, chi vận chuyển chi bằng tiền mặt 1,8 triệu, 89 triệu VAT 5%. Xuất vật liệu đem đi góp, vậy thì chúng ta sẽ ghi có 152 là 430 triệu. Nhưng vốn góp lại chỉ được ghi nhận có 420 triệu, cái số vốn góp chúng ta sẽ ghi vào nợ 222, ghi nhận theo cái giá của hội đồng đánh giá là 420 triệu. Ghi có 152 là 430, vậy chúng ta là chênh lệch đánh giá nhỏ hơn, đúng không ạ? Chúng ta bị mất 10 triệu, chúng ta sẽ ghi vào nợ của 811. Trong sơ đồ cái chênh lệch đánh giá nhỏ hơn ghi nợ 811 là 10 triệu. Chi vận chuyển thì cái chi phí này nó lại liên quan đến cái khâu mà đem vật liệu đi góp vốn, tức là liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính. Do vậy chi vận chuyển chúng ta lại cho vào nợ của 635, nợ của 133 và thanh toán bằng tiền mặt, thế thì có của 111. 1,89 triệu là giá thanh toán, chúng ta tách thuế ra sẽ được kết quả như sau. Tại câu này nhớ nhá, chi vận chuyển đừng bạn nào cho vào nợ 152, vì nhớ là cùng cái nội dung chi vận chuyển, nhưng mà chi vận chuyển cho cái khâu mua hàng thì chúng ta mới tính vào nhập kho. Còn nếu chi vận chuyển cho khâu bán hàng thì chúng ta lại phải tính vào chi phí bán hàng. Còn đây là chi vận chuyển cho khâu đem tài sản đi góp vốn, tức là hoạt động đầu tư tài chính, thì chúng ta lại tính vào tài khoản chi phí tài chính là 635. Câu 18, xuất kho vật liệu trả cho người bán bởi vì hàng kém chất lượng trị giá 25 triệu VAT 5%. Thế thì khi mua chúng ta định khoản như nào? Bây giờ khi xuất kho trả lại chúng ta ghi ngược lại, xuất trả lại người bán rồi thì giảm phải trả người bán đi, nợ 331. Tạm thời chưa tính được số tiền thì chúng ta có thể để trống. Sau đó là xuất kho vật liệu thì ghi có 152 và vật liệu mua rồi đem đi trả lại thì thuế đầu vào sẽ giảm có của 133. 25 triệu là giá chưa thuế, ghi có 152, thuế là 5%, tức là 1,25 triệu. Và tổng chúng ta sẽ giảm trừ đi phần phải trả người bán, đó là 26,25 triệu. Câu 19, xuất kho thành phẩm trị giá 150 triệu gửi đại lý Y bán hộ, giá bán chưa thuế là 200 triệu, thuế trị tăng 5%, hoa hồng đại lý là 10% và thuế trị tăng hoa hồng là 10%. Câu này có nhắc đến việc là chúng ta gửi hàng cho đại lý, thì chúng ta sẽ là bên công ty ký gửi. Tuy nhiên là tại câu này chưa có nói đến việc là đại lý đã bán được hàng hay chưa. Do vậy thì chúng ta mới chỉ phản ánh được một nghiệp vụ duy nhất, đó là hàng giao cho đại lý hay là xuất hàng gửi đi bán. Xuất hàng gửi đi bán, nghiệp vụ này thì rất quen thuộc. Nợ của 157 có của 155 vì xuất kho là thành. Câu 20 là nối tiếp. Đại lý Y thông báo là đã bán hết lô hàng doanh nghiệp gửi, sau khi giữ lại hoa hồng thì đại lý đã chuyển trả tiền hàng cho doanh nghiệp bằng chuyển khoản. Thế thông báo bán hết lô hàng rồi, nhớ là mình vẫn đang đứng trên khía cạnh mình là công ty giao hàng. Mình khi được đại lý thông báo là đã tiêu thụ được hàng thì mình sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn. Cái nào dễ thì ghi trước. Thông báo là bán hết vậy thì tỷ lệ bây giờ là dễ hơn cả bài trước, nó đã là 100%. Ghi nhận giá vốn là nợ 632 có của 157. Nhớ là 157 bởi vì là chúng ta gửi hàng đi từ trước đó rồi, theo cái giá trị là giá xuất kho 150 triệu. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghi nhận cái phần tiền hàng nhận được, tiền hoa hồng trả cho đại lý.
Thế thì đối với nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và trả hoa hồng đại lý, chúng ta sẽ có kết cấu định khoản như sau. Nợ 112 là phản ánh cái tiền chuyển khoản mà doanh nghiệp nhận được do đại lý y trả. Cái hoa hồng mình trả cho y thì mình tính vào chi phí bán hàng của mình, nợ 641. Hoa hồng đại lý chính là hoa hồng đầu vào của y, hoa hồng đầu ra của y và là hoa hồng đầu vào của doanh nghiệp, nợ 133. Và chúng ta bán được hàng thì không thể thiếu được, đó là ghi nhận doanh thu có 511 và ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu ra có 333.1. Cách xác định số tiền, chúng ta xác định doanh thu trước. Doanh thu chúng ta bán được là 200 triệu đến dữ kiện từ công 19, 200 triệu giá mua, giá bán chưa thuế, thuế 5% là 10 triệu. Hoa hồng đại lý là 10% của giá bán chưa thuế là 200 triệu, tức là 20 triệu. Hoa hồng của VAT của hoa hồng lại là 10% của 20 triệu, tức chỉ là 2 triệu thôi. Vậy phần còn lại mà doanh nghiệp nhận được do y chuyển khoản sẽ là 188 triệu. Câu này chúng ta đã làm ở câu số 15. Các bạn có thể xem lại, cái cách làm hai câu là như nhau, chỉ có số tiền là thay đổi. Câu 21, báo hỏng một tủ kính bán hàng trị giá 12 triệu, loại phân bổ 12 tháng, đã phân bổ được 8 tháng. Nay bị khách hàng làm vỡ, công ty đã bắt khách bồi thường 3 triệu tiền mặt, phế liệu thu hồi 0,1 triệu. Thế thì với câu đầu tiên khi đọc chúng ta phải hình dung ra ngay, tủ kính bán hàng 12 triệu, phân bổ 12 tháng, tức là mỗi tháng chúng ta sẽ phân bổ 1 triệu. Đã phân bổ được 8 tháng rồi, tức là phân bổ được 8 triệu rồi, vậy thì còn 4 triệu nữa là chưa phân bổ được. Thì trong cái 4 triệu này, khi mà khách hàng làm vỡ tủ kính thì đã phải bồi thường tiền mặt 3 triệu rồi, vậy thì công ty nhận được tiền mặt, nợ 111 là 3 triệu. Phế liệu thu hồi chúng ta cho vào 152, nợ của 152 là 0,1 triệu. Và cái phần mà 4 triệu chưa thu hồi được thì trước hết là chúng ta phải giảm toàn bộ cái phần chi phí trả trước đi, tức là bây giờ ta không thu hồi được nữa, nên là coi như chi phí trả trước chúng ta phân bổ hết cho một lần, có 242 sẽ là 4 triệu. Vậy còn thiếu một khoản trị giá là 0,9 triệu chúng ta cho vào nợ 641. Vì đây là tủ kính dùng cho bộ phận bán hàng nên cái chi phí này chúng ta có thể đưa vào chi phí bán hàng, nợ 641. Câu số 22, chuyển một tài sản cố định đang sử dụng ở bộ phận quản lý có nguyên giá là 28 triệu đã khấu hao 4 triệu thành công cụ dụng cụ, phân bổ 50%. Thế thì theo quy định là bây giờ nguyên giá tài sản cố định phải trên 30 triệu. Do vậy mà đối với cái tài sản mà nguyên giá 28 triệu này thì chúng ta phải chuyển sang công cụ dụng cụ. Thế thì cái việc mà chuyển công cụ dụng cụ, việc đầu tiên là ghi giảm tài sản. Ghi giảm tài sản thì theo nguyên tắc là ghi giảm nguyên giá, giảm hao mòn, cái đấy không đổi. Giảm nguyên giá, giảm hao mòn sẽ là nợ của 214 là cái đã khấu hao là số tiền 4 triệu. Giảm nguyên giá là ghi có 211 với số tiền nguyên giá là 28 triệu. Vậy thì cái phần 24 triệu mà chúng ta chưa khấu hao hết thì chúng ta bình thường là cho vào 811 chi phí khác. Nhưng trường hợp này không phải là thanh lý, cũng không có nhượng bán, mà chúng ta vẫn giữ cái tài sản đấy, chỉ có điều là bây giờ nó biến thành công cụ dụng cụ. Và công cụ dụng cụ là có từ phân bổ đi kèm. Vậy thì chúng ta không thể đưa sang 153 mà chúng ta sẽ đưa thẳng vào 242, nợ 242 với số tiền là 24 triệu. Sau đó phân bổ 50%, tức là phân bổ một nửa. Và cái tài sản này bây giờ chuyển thành công cụ dùng ở bộ phận quản lý. Vậy thì ghi nợ tài khoản 642 và ghi có tài khoản 242, phân bổ một nửa đi, 24 chia 2 là 15 triệu, xin lỗi, 12 triệu, được chưa ạ? Câu số 23, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho niên độ sau là 120 triệu. Thế thì khi mà làm về dự phòng giảm giá hàng tồn kho này thì cô bổ sung cho các bạn một số kiến thức về tài khoản 229. 229 tài khoản cấp 1 của nó là dự phòng tổn thất tài sản. Xong đó chia ra 2291 là dự phòng giảm giá kinh doanh, 2292 là dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, 2293 là dự phòng phải thu khó đòi và 2294 là dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Thế thì tức là câu 23 này chúng ta có thể sử dụng tài khoản 229. Thế còn nếu như mà mình không nhớ được đến tài khoản cấp 2 thì có thể dùng luôn 229 cũng được. Và 229 này nó là một tài khoản đặc biệt, tức là mặc dù nó là tài khoản loại 2, tài khoản tài sản, nhưng mà nó sẽ ghi chép theo nguyên tắc của nguồn vốn. Cụ thể sơ đồ chữ T của nó có tính chất như sau. Chúng ta sẽ thấy là theo nguyên tắc nguồn vốn nhá, tức là các số dư đầu kỳ và cuối kỳ của nó sẽ nằm ở bên có. Phát sinh tăng ghi có, phát sinh giảm ghi nợ. Và cái phát sinh tăng của nó khi nào mà dự phòng tăng trong trường hợp là chúng ta trích lập dự phòng. Ở đây cô có chú thích khi trích lập thì tức là dự phòng tăng chúng ta sẽ ghi có 229. Khi nào dự phòng giảm? Khi chúng ta đem dự phòng đi sử dụng, hoặc là cái dự phòng mà chúng ta sử dụng không hết mà chúng ta hoàn nhập lại thì chúng ta sẽ ghi nợ 229. Với câu 23 này là gì? Là trích lập.
trích lập dự phòng tức là dự phòng tăng, và tài khoản 229 là tài khoản đặc biệt, chúng ta ghi theo nguyên tắc của nguồn vốn tăng chúng ta ghi có 229, ghi nợ cái gì? Nợ của tài khoản 632. Trong cái sơ đồ kế toán là có một nghiệp vụ nhắc đến là khi mà trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì sẽ làm tăng giá vốn. Nợ 632 có 2294, số tiền là 120 triệu. Hai cái dòng coin đậm ấy, nó có liên hệ với nhau. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho thì các bạn ghi nợ 632. Thế còn cũng là trích lập dự phòng, nhưng nếu là 2291 hoặc là 2292, dự phòng giảm giá kinh doanh hoặc là dự phòng tổn thất đầu tư thì chúng ta lại không dùng 632 nhé. Còn dùng tài khoản nào để sang kế toán doanh nghiệp 2 các bạn sẽ nghiên cứu rõ hơn. Nghiệp vụ 24. Trong trường hợp trích lập dự phòng, kế toán tính toán số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần lập năm nay là 140 triệu. Biết dự phòng đã lập năm trước là 160 triệu chưa sử dụng. Tức là gì? Chúng ta chỉ cần duy trì một cái quỹ dự phòng là 140 triệu. Nhưng hiện nay thì cái quỹ đấy nó còn những 160. Vậy thì chúng ta sẽ làm thao tác là hoàn nhập lại số tiền là 20 triệu. Thế theo như sơ đồ chữ T cô vừa mới trình bày thì khi hoàn nhập dự phòng chúng ta sẽ ghi nợ 2294. Và nếu trích lập lấy ghi nợ 632 thì bây giờ ngược lại khi hoàn nhập hoặc khi sử dụng dự phòng chúng ta ghi có 632 với số tiền là 20 triệu, được chưa? Tức là phần thừa ra chúng ta không sử dụng đến và cho vào 20 triệu. Câu số 25. Xuất bán hàng hóa cho công ty M theo hình thức là hàng đổi hàng, giá vốn là 80 triệu, giá bán cả thuế giá trị tăng 10% là 104,5 triệu và nhận của công ty M một số nguyên vật liệu có tổng giá thanh toán là 99 triệu. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về thuê ngoài đã trả bằng tiền mặt 1,1 triệu VT 10%. Với những câu này chúng ta tách biệt ra. Khi bán thì định khoản như thế nào, khi mua định khoản như thế nào, chúng ta đừng bị dối. Mua hay là bán theo hình thức hàng đổi hàng cũng vậy. Chứ là chúng ta biết là chúng ta bán hàng cho công ty M đúng không? Bán với giá vốn là 80 triệu, vậy thì định khoản nợ 632 có 156, xuất bán hàng hóa mà, số tiền là 80 triệu. Tiếp theo, bán bây giờ ghi nhận giá vốn rồi sẽ ghi nhận doanh thu. Doanh thu sẽ là nợ của 131 có 511, phản ánh doanh thu tăng lên có 33.1. Số tiền doanh thu hay là giá bán cả thuế là 104,5 triệu thì sẽ ghi vào nợ 131. Tách thuế ra 104,5 mà chia cho 1,1 thì giá chưa thuế là 95 triệu và thuế là 9,5 triệu. Vậy thì chúng ta đã xong cái phần là bán hàng cho công ty M. Tiếp theo sang phần mua ở công ty M hay là nhận của công ty M một số nguyên vật liệu. Nhận công ty M nguyên vật liệu vậy thì nợ của 152, nợ của 133. Thế thông thường ở khâu thanh toán chúng ta dùng có 331 để phản ánh phải trả người bán. Thế nhưng ở đây thì do cùng một đối tượng là công ty M nên chúng ta sẽ có khoản là bù trừ công nợ với nhau, đối trừ với nhau. Nên chúng ta không dùng có 331 mà chúng ta có thể ghi thẳng có 131 chấm đối tượng là M để đối trừ sang cái phần mà chúng ta bán hàng cho họ. Thì với cái số tiền tổng giá thanh toán là 99 triệu, tách thuế ra, nhập kho, giá chưa thuế cũng là 90 triệu, thuế là 10% là 9 triệu. Cuối cùng, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về, thuê ngoài, đã trả bằng tiền mặt. Thì đây là vận chuyển nguyên vật liệu, vậy thì cái chi phí này sẽ được tính vào giá nhập kho, nợ 152, nợ 133. Cái chi vận chuyển này thì trả bằng tiền mặt luôn, không có liên quan gì đến 131 hay là 331 cả. Có 111 là 1,1 triệu. Vậy thì với câu này cô vẫn lưu ý các bạn là tách biệt ra đâu là mua, đâu là bán. Và nếu cả câu 26, mua của công ty A một lô hàng giá mua chưa thuế là 85 triệu VAT 15% và bán ngay cho công ty B giá bán đã có thuế là 105 triệu tiền mua và bán chưa thanh toán. Cũng là mua và bán cùng một lúc nhưng là cho hai đối tượng khác nhau. Thế thì trước hết chúng ta phản ánh cái mua nhé. Nhưng lưu ý này, mua cái này là lô hàng nhưng mà sao đây đem bán luôn. Thế thì khi ghi nợ chúng ta không thể ghi nợ 156 được. Còn nếu bạn chưa biết ghi nợ tài khoản nào thì tạm thời để chống cũng được. Khi mua về thì 156 thì chưa chắc bởi vì chưa chắc ăn nhập kho. Nhưng 133 thì chắc chắn bởi vì bao giờ nó cũng có hóa đơn. Nợ 133 và tiền mua tiền bán đều chưa thanh toán thì cứ yên tâm mà ghi vào có 331. Đây là mua nên chúng ta sẽ phải thanh toán cho người bán có 331. Với giá mua chưa thuế là 85 triệu thì sẽ ghi vào dòng đầu tiên thuế 5% tức là 4,25 triệu và tổng số tiền thanh toán là 89,25 triệu. Tiếp theo sang bán cho công ty B. Bán cho công ty B thì ghi nhận giá vốn nào? Nợ của 632 có của 155 hoặc 156 hoặc 157 gì đấy. Thế nhưng thực tế cái này có phải là mình xuất từ thành phẩm hàng hóa trong kho không? Hay là mình ký gửi từ trước không? Không, mua về bán luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết cái chỗ điền, cái chỗ trống
Này là tài khoản 632. Tiếp theo là phản ánh doanh thu, thế thì ghi nợ 131 vì đây là hai đối tượng khác nhau, mua của A nhưng lại bán cho B nên sẽ không đối trừ được như câu trước. Có 331 bên này là chúng ta chấm A, còn nợ 131 bên này là chúng ta chấm chấm B, phải thu của khách hàng B. Doanh thu là có 511. Thuế giá trị gia tăng đầu ra là 33.1. Doanh thu là 100 triệu vì giá bán đã có thuế 105, vậy tách thuế ra là 100 triệu, thuế là 5 triệu và phải thu của công ty B là 105. Và cái chỗ trống mà vừa nãy chúng ta để trống nó là tài khoản 632, thể hiện cho cái giá vốn mua về và bán luôn. Thế thì không qua các tài khoản hàng tồn kho mà chúng ta chuyển thẳng vào 632. Câu 27, mua của một lô hàng chuyển bán thẳng, giá mua chưa thuế 160 triệu VT 5%, chưa thanh toán, giá bán là 200 triệu VT 5%, nhưng bên mua chưa nhận được hàng. Thế thì một nửa giống câu trên là cũng mua và bán luôn, nhưng mà câu trên thì hai bên nhận được hàng cả rồi, nhưng câu dưới thì bên mua chưa nhận được hàng. Thế thì chưa nhận được hàng chúng ta ghi nợ, bây giờ không thể là nợ 632 nữa rồi, chưa biết ghi nợ cái gì, có thể để trống. Mua về nợ 133 là chắc chắn và có của 331. Với số tiền giá mua chưa thuế là 160 triệu, thuế 5% sẽ là 8 triệu và tổng số tiền thanh toán là 168 triệu. Bên mua chưa nhận được hàng, vậy không thể ghi nhận doanh thu giá vốn mà chúng ta cho vào 157. Cái chỗ trống này chính là chỗ điền 157, hàng gửi đi bán. Thế còn cái số tiền phản ánh giá bán cho cái bên công ty khác là chưa phản ánh được bởi vì bên đó chưa nhận được hàng, được chưa? Vậy thì câu 27 này chúng ta chỉ cần một định khoản như thế này là đủ. Câu 28, xuất kho phụ tùng trị giá 24 triệu để bảo dưỡng tài sản cố định ở phân xưởng sản xuất. Xuất kho phụ tùng, thế thì khi nhắc đến phụ tùng chúng ta có thể nhớ đến cái phần phụ tùng thay thế ở tài khoản 153. Có một số bạn thì sẽ nghĩ đến 152 vì trong tài khoản cấp 2 của 152 cũng có phụ tùng. Nhưng thường ấy, cái phụ tùng chúng ta dùng 153 vì phụ tùng nó là giống như tính chất là nó sẽ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Mà nhất là cái phụ tùng này là để bảo dưỡng tài sản cố định, là cũng liên quan đến ấy, cái nhiều năm. Do vậy chúng ta sẽ dùng 153, khi có 153. Và để bảo dưỡng tài sản, thế thì cái này là chi phí chúng ta có thể tính thẳng vào cái chi phí trong kỳ. Và tài sản dùng ở phân xưởng, tức là ghi nợ 627. Có. Câu 29. Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất trị giá 25 triệu, loại phân bổ 10 tháng. Câu này thì rất dễ rồi, khi mà xuất kho công cụ và phân bổ nhiều lần thì trước tiên là chúng ta sẽ đưa vào chi phí trả trước. Nợ 242 có 153, số tiền là 25 triệu. Sau đó chúng ta sẽ phân bổ lần đầu tiên vì công cụ này dùng cho sản xuất, ghi nợ 627 có 242 với số tiền là 2,5 triệu. Câu 30. Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho quản lý doanh nghiệp trị giá 30 triệu, loại phân bổ 50%. Tương tự nhưng mà cũng ghi nợ 242 có 153, số tiền 50 triệu để phản ánh cái công cụ xuất ra và phân bổ nhiều lần. Nhưng cái công cụ này dùng cho quản lý, vậy thì sẽ ghi nợ 642 và có của 242. Phân bổ 50% tức là 30 chia làm 2 lần, vậy mỗi lần sẽ là 15 triệu. Câu cuối cùng, phân bổ giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí sản xuất trong kỳ như sau. Dùng cho trực tiếp sản xuất 8 triệu, dùng cho quản lý doanh nghiệp 5 triệu, cho bán hàng 3 triệu. Khi phân bổ tức là gì? Chúng ta chỉ ghi nhận chi phí thôi, chứ còn không công cụ đã xuất ra từ trước rồi. Ghi nhận chi phí thì trực tiếp sản xuất là nợ 627. Đừng bạn nào ghi trực tiếp tức là 621, bởi vì cái 621 chỉ dùng cho gì? Nguyên vật liệu trực tiếp cấu thành nên thực thể sản phẩm. Chứ còn công cụ thì kể cả có trực tiếp sản xuất hơn nữa thì nó vẫn ở 627. Nợ 627 là 8 triệu. Quản lý doanh nghiệp là nợ 642 5 triệu. Bán hàng là nợ 641 là 3 triệu. Và phân bổ giá trị tức là giảm chi trả trước đi, có 242 là 16 triệu. Vậy thì toàn bộ các cái nghiệp vụ ở cuối chương là chúng ta đã giải quyết xong. Và chúng ta cũng nhận thấy là nếu dựa trên nguyên tắc kế toán cơ bản thì cũng không có gì là quá khó cả. Và những cái điểm cần lưu ý thì cô... Với những nghiệp vụ được chữa thì các em cố gắng làm lại một lần nữa. Vì làm lần đầu chúng ta chưa biết làm, khi được chữa rồi thấy có vẻ dễ. Nhưng thực ra nếu tự mình làm lại thì cũng chưa chắc đã đúng 100%. Nên cái việc ôn tập lại là rất là cần thiết. Chúc các em học tốt và...